MotoGP Tournament 2022 đường tới ngôi vương bắt đầu hai chặng đua chính kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022. Chặng đấu tăng tốc Speed Up Stage sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022 với tổng giá trị giải thưởng trên 300 triệu đồng. Chặng đấu chính, chặng chung kết Final Stage với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ 500 triệu đồng sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022. Xin kính chào quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình KB Tournament 2022. Quý nhà đầu tư thân mến, một tuần nữa lại trôi qua và không biết là thứ hạng của các nhà đầu tư đã có sự thay đổi như thế nào. Liệu nhà đầu tư đứng đầu bảng trong tuần trước thì có giữ được phong độ trong tuần này hay không? Và để biết thêm chi tiết thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến đây anh Thái Hữu Công, chuyên viên phân tích của KBSV sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Cảm ơn, xin chào anh Công ạ. Xin chào chị, chào quý nhà đầu tư theo dõi chương trình. Trước khi đi vào thứ hạng như là hiệu suất của các nhà đầu tư tham gia thì có lẽ chúng ta sẽ điểm qua vài nét về diễn biến thị trường trước. Cảm ơn, xin mời anh Công ạ. Trong tuần vừa qua thì thị trường đã giao dịch, chúng tôi đánh giá là thị trường giao dịch một cách khá là ảm đạm. Thì sau một cái tuần mà VN Index đã tăng điểm rất là mạnh trước đó, là tăng lên hơn 108 điểm, thì sang đến tuần vừa qua thì VN Index đã trải qua một cái nhịp điều chỉnh cũng tương đối là giằng co. Thì sau phiên thứ hai thì chúng ta thấy là VN Index vẫn tiếp tục duy trì được cái đà tăng điểm của mình, nhưng ở trong một biên độ rất là hẹp. Và sau đó thì cái áp lực chốt lời mạnh ở quanh cái vùng 1.100 điểm nó đã khiến cho VN Index có một nhịp điều chỉnh ngay trong phiên thứ ba với một cây nến đỏ dài, cây nến Maru Bozu, và sau đó là suốt đến cái ba phiên cuối tuần sau đó thì VN Index tiếp tục đi ngang và diễn biến giằng co trong một cái biên độ tương đối là hẹp. Thì về mặt điểm số thì trong tuần vừa qua thì VN Index đã giảm 28,2 điểm, tương đương với mức giảm là 2,61%, với khối lượng giao dịch giảm khoảng 5,9% so với tuần trước đó. Thì đây cũng một điều rất là dễ hiểu thôi, vì sau một cái nhịp tăng như tuần vừa rồi thì rất nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép đều đã có một nhịp tăng rất là tích cực. Những mã cổ phiếu mà có mức tăng trung bình thì cũng ở khoảng từ 40-50%, còn có những mã cổ phiếu bất động sản thì cá biệt thì cũng có thể tăng đến từ 2 gấp 2 cho đến gấp 3 lần. Thì cái việc mà xuất hiện một cái những nhịp điều chỉnh như này, theo tôi đánh giá thì nó cũng khá là lành mạnh, tương đối lành mạnh. Về giao dịch của khối ngoại trong tuần vừa qua thì như chị Trà cũng biết là khối ngoại tâm điểm của cái đợt của nhịp hồi phục vừa rồi là đến từ cái dòng tiền của khối ngoại đổ vào rất là nhiều. Thì sang đến tuần này thì đây đã là tuần thứ 5 liên tiếp khối ngoại tiếp tục mua ròng, nhưng mà với một cái lực mua yếu hơn so với tuần trước, thì trong tuần này khối ngoại chỉ mua ròng 4.200 tỷ đồng mà thôi, tập trung vào các mã như là VIX này của Vingroup với sẽ mua ròng là 639,71 tỷ, Vinhome 525 tỷ, và ngoài ra là mã chứng khoán SSI mua ròng 442 tỷ. Và chiều ngược lại thì khối ngoại tập trung bán dòng các mã cổ phiếu như là Vietcombank 134 tỷ, Phát Đạt 82,5 tỷ và BIDV là 57,16 tỷ. Thì chúng ta thể thấy là trong nước thì các nhà đầu tư cá nhân hiện tại đang tập trung bán dòng cổ phiếu, trong khi là tự doanh cũng như là khối ngoại thì vẫn tiếp tục duy trì cái đà mua dòng của mình, tuy rằng cũng đã có phần yếu đi. Tiếp theo là biến động của những nhóm ngành và các cái mã cổ phiếu tác động mạnh lên VN Index trong tuần vừa qua. Thì đầu tiên có thể thấy là các cái nhóm ngành diễn biến tích cực nhất đó là nhóm ngành khách sạn, nhà hàng và giải trí. Thì tiêu biểu những mã cổ phiếu như AST hay là VNG. Thì đây thì trong tuần vừa qua chúng ta nhận được một thông tin đó là các cái chuyến bay các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, cụ thể là thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải, thì đã có một vài chuyến cho phép nối lại. Thì điều này là cũng đang giúp cho tâm lý của nhà đầu tư về cái kỳ vọng của nhà đầu tư về nhóm ngành du lịch, vận tải, khách sạn, nhà hàng thì đang có cái kỳ vọng là tốt lên, khả quan lên. Tiếp đến là các cái sản phẩm xây dựng như là VGC, BMP thì cũng tăng điểm khá là tốt ở mức 5,2%. Nhóm chứng khoán cũng đi tương đối là ngược dòng so với VN Index thì tăng 4,4% trong tuần vừa rồi, tiêu biểu những các mã như là SSI hay là VND. Nhóm thiết bị điện với GEX, GEX, SAM tăng 4%. Còn ở chiều ngược lại thì nhóm ngành dịch vụ tài chính này, máy móc hay là ngân hàng thì
đều là những nhóm ngành giảm điểm ở trên mức từ 5 cho đến 14% tuần vừa rồi. Đánh giá đóng góp mà tác động đóng góp tích cực nhất lên VN Index thì có thể kể đến như là cổ phiếu STB và VJC thì đều đóng góp 0,7 điểm tăng cho VN Index. HVN tất nhiên rồi, HVN đóng góp 0,7, HVN và Liên Việt thì đóng góp cùng đóng góp 0,6 điểm tuần vừa rồi. Ở chiều ngược lại thì các mã cổ phiếu tác động tiêu cực lên VN Index thì có thể kể đến như là Vietcombank đóng góp 9,1 điểm giảm, mà Novaland cũng như Vinhome là mỗi cổ phiếu đóng góp 3,4 đến 3,5 điểm trong tuần vừa qua. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ rất chi tiết của anh Công về diễn biến thị trường trong tuần vừa qua. Như anh Công có chia sẻ thì tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch rất là ảm đạm đúng không? Vậy không biết là trong cái tuần giao dịch ảm đạm như thế thì các nhà đầu tư tham gia chương trình KB Tournament của chúng ta thì có những cái hoạt động trading như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra danh mục của top 5 nhà đầu tư đứng đầu bảng trong tuần vừa rồi. Dạ vâng, xin mời anh ạ. Dạ vâng. Nhìn vào trong slide trên đây, chúng ta có thể thấy được cái danh mục, chúng ta có thể thấy được cái danh mục của các nhà đầu tư mà đạt hiệu suất cao nhất trong tuần vừa qua. Thì điểm chung của các nhà đầu tư mà có cái hiệu suất đạt khá tương đối tích cực trong tuần vừa rồi, chúng ta có thể thấy được là cả năm nhà đầu tư, bốn nhà đầu tư dẫn đầu đều nắm giữ cổ phiếu như là CII này, Đạt Phương Group hay là CTD, LCG. Thì đây đều là những cái mã cổ phiếu mà thuộc nhóm ngành đầu tư công, nhóm ngành xây dựng dân cư, hạ tầng. Thì trong tuần vừa qua chúng ta có một cái thông tin về việc trúng một gói thầu tương đối là lớn của xây dựng sân bay Long Thành. Thì điều này đã khiến cho cái diễn biến giá cổ phiếu của các cái doanh nghiệp thuộc cái mà có khả năng được hưởng lợi từ đầu tư công này diễn biến tương đối là tích cực và gần như là đi ngược với cái xu hướng của cái thị trường chung. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được là Ngân hàng Nhà nước hiện tại vừa mới chấp thuận cái việc giải ngân nới room tín dụng, và chính phủ hiện tại cũng đang tích cực đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta có thể thấy được giá vật liệu xây dựng như là giá sắt thép thì hiện tại đang có cái xu hướng giảm. Thì trong những cái tuần, hai cái tuần cuối năm này thì các nhà đầu tư đang kỳ vọng rằng những cái diễn biến tích cực như vậy sẽ đem đến một cái diễn biến tích cực. Nó là yếu tố ủng hộ giúp cho cái nhóm ngành đầu tư công trong những tháng cuối năm có thể sẽ được hưởng lợi rất là nhiều, và chúng ta kỳ vọng kết quả kinh doanh trong những tháng cuối năm của các doanh nghiệp này sẽ trở nên tốt hơn. Tiếp đến là chúng ta có thể thấy được là trong danh mục của nhà đầu tư thì là có hai mã cổ phiếu IDICO và KBC thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp. Thì theo cái số liệu của chúng tôi thu thập được từ Tổng cục Thống kê thì trong hai cái tháng, tháng 10 và tháng 11 vừa qua thì cái vốn đăng ký cấp mới theo tháng của các nhà đầu tư nước ngoài thì đã có cái xu hướng là tăng mạnh. Chúng ta có thể thấy được là khi mà tỷ giá của tỷ giá Việt Nam đồng so với USD thì mất giá lại thấp hơn so với các cái nước, các cái đồng tiền khác trong khu vực. Thì sau khi mà đồng Việt Nam đồng mất giá khoảng tầm độ từ 7 cho đến 8% thì các nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh cái việc là giải ngân vào Việt Nam, đầu tư thêm vào Việt Nam, giúp cho cái vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh trong hai cái tháng vừa qua thì tăng rất là mạnh, lên mức là 2.800 tỷ đồng trong tháng 10 và 1.500 tỷ đồng trong tháng 11. Đây là cái mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 2021. Đây là những cái thông tin rất là tích cực vì cái việc mà chúng ta có cái nguồn USD inflow, nguồn USD chảy vào Việt Nam, thì điều này giúp cho được là cái diễn biến cái áp lực về tỷ giá nó trở nên bớt căng thẳng hơn. Và cụ thể thì khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ giá giữa tương quan tỷ giá giữa Việt Nam đồng và USD thì hiện tại thì sau khi mà đạt đến cái mức đỉnh là 24.800 Việt Nam đồng USD thì diễn biến tỷ giá đã có phần
hạ nhiệt. Và trong tuần vừa qua thì USD trên VND thì đã giảm 5,43% xuống cái mức là 23.650 Việt Nam đồng USD. Thì đây là một cái tín hiệu tương đối tích cực đến cái thanh khoản của thị trường chung. Bởi vì câu chuyện mà chúng ta quan tâm nhất trong cái tháng 9, tháng 10, tháng 11 vừa qua đó là cái vấn đề về việc thanh khoản khi mà các ngân hàng nhà nước siết dung tín dụng này. Chúng ta có tỷ giá gia tăng khá là cao. Thì điều này đã khiến cho cái việc là ngân hàng nhà nước đã phải thực hiện là bán USD ra và thu Việt Nam đồng về, khiến cho là lượng tiền trong nền kinh tế là có phần bị siết chặt. Đồng thời đấy là nền kinh tế nói chung, còn với thị trường chứng khoán nói riêng, chúng ta thấy thanh khoản trên thị trường có phần cạn kiệt. Đồng thời là diễn biến của VN Index đã diễn biến khá là tiêu cực. Thế nhưng sau khi mà chúng ta có một lượng lớn USD chảy vào trở về Việt Nam như vậy, cũng như là cái thông tin mà lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu là hạ nhiệt, thì điều này đã giúp cho ngân hàng nhà nước là nới cái dung tín dụng trong thời gian vừa rồi. Đồng thời điều này sẽ giúp cho cái thanh khoản của thị trường chúng ta có thể thấy được là nó bật tăng mạnh trở lại, và chúng ta có một cái tuần tăng điểm rất là tốt. Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ vẫn cần phải theo dõi thêm trong cái thời gian tới, xem là liệu đây chỉ là một cái sự kiện diễn biến rất là ngắn hạn hay là một cái xu hướng dài hạn, thì chúng ta sẽ vẫn cần phải tiếp tục theo dõi thêm thời gian tới. Cảm ơn, rất cảm ơn anh Công. Vậy cuối cùng thì không biết là anh Công có thể đánh giá triển vọng thị trường một cách tổng quan nhất, cũng như là lời khuyên cho các nhà đầu tư đang tham gia vào trọng cuối của chương trình KB Tournament được không ạ? Dạ vâng. Thị trường trong những cái tuần tiếp theo ấy, thì chúng ta có một vài các cái sự kiện đáng chú ý. Thứ nhất là trong vào 8 giờ 30 phút tối ngày mai thì chúng ta sẽ có cái thông tin về số liệu lạm phát của tháng 11 được công bố. Thì hiện tại thì các nhà đầu tư này, các nhà kinh tế đang kỳ vọng rằng lạm phát sẽ giảm nhẹ trong tháng 11 ở mức là 6,2% so với mức 6,3% trước đó. Thì chúng ta đây là một cái chỉ số mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý trong phiên ngày mai, khi mà nếu như lạm phát của Mỹ mà chỉ cần hạ nhiệt xuống đến mức 6,2% hoặc thấp hơn, thì điều này sẽ tạo nên một cái tâm lý rất là tích cực cho các nhà đầu tư, cũng như là cho thị trường chứng khoán của Mỹ nói riêng và thị trường chứng khoán thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Còn nếu như mà số liệu ngày mai mà có cái sự đột biến bất ngờ, khi mà cái lạm phát mà tăng khoảng 6,3% hay 6,4% là cái trên cái mức kỳ vọng thị trường, thì tôi đánh giá là đây là cũng có thể là một cái tín hiệu rất là tiêu cực. Bởi vì ngay trong cái ngày trong buổi sáng, rạng sáng ngày thứ năm sau đó là sẽ có một cái cuộc họp, sẽ có cuộc họp của Fed nhằm quyết định cái mức lãi suất liên bang trong thời gian tới. Thì nếu như lạm phát mà vẫn duy trì ở mức cao, thì điều này thì chúng ta có thể trông đợi một kịch bản xấu, đó là Fed có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng lãi suất lên mức cao hơn trước đó, là mức có thể là 4,75%, hoặc là có thể sẽ tiếp tục duy trì cái xu hướng tăng của lãi suất liên bang kéo dài hơn trong thời gian tới. Thì đây là một cái thông tin cũng sẽ cần được theo dõi sát sao trong tuần tới. Và cái việc mà với những cái biến động mà khó lường như vậy, thì tôi cũng lời khuyên các nhà đầu tư, đó là chúng ta cần phải cơ cấu lại cái tỷ trọng danh mục của mình một cách đưa cái tỷ trọng danh mục của mình về mức an toàn nhất, và chúng ta tránh cầm cái tỷ trọng cổ phiếu cao trong thời gian này. Đó là những cái nhận định của tôi trong tuần tới.
Vâng, rất cảm ơn anh Công. Đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn và tránh nắm tỷ suất cao đúng không ạ? Đấy là lời khuyên của anh Công đối với các nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho quý nhà đầu tư trong việc đưa ra những quyết định đầu tư của mình. Đến đây, thời lượng của chương trình KB Tournament cũng đã kết thúc. Cảm ơn các nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.